xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đến với video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay thì mình sẽ mời tất cả quý vị khán giả của mình đi khám phá, đi trải nghiệm một cái phiên chợ vùng cao cuối năm, đó là chợ phiên Cán Cấu thuộc xã Cán Cấu, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai các bạn nhé. Và bây giờ xin mời bạn của mình vào trong chợ phiên để xem dịp cuối năm này chợ phiên Cán Cấu người ta đang buôn bán và hoạt động ra làm sao các bạn nhé. Hiện tại lúc này là lúc 8 giờ kém 15. Đó, và lúc này thì đã có mặt trời rồi và có những tia nắng đầu tiên trong ngày. Đó, và thì nó sẽ ấm hơn lúc sáng sớm các bạn nhé. Thực ra thì mình đến đây từ lúc sáng sớm các bạn ạ, từ lúc 6 rưỡi. Bây giờ kém là mình đã có mặt ở đây rồi. Lúc đấy thì là người ta vẫn chưa bày bán hàng ra nhiều. Và lúc đó thì người dân mới bắt đầu mới mang hàng ra chợ để bán thôi các bạn ạ. Lúc đấy chưa có gì để quay. Đó, sau khi mà mình ăn sáng xong, đó, thì mình bắt đầu mình mới quay ra, mình quay phim từ lúc ngoài cổng đi vào cho mọi người cùng xem. Lúc này mới có nhiều hàng hóa này và lúc này mới có nhiều người đến chợ này. Lúc này nó mới đông vui nhộn nhịp các bạn nhé. Đó, mùa đông rồi nó khác mùa hè. Nhiệt độ ngày hôm nay là 9 độ C các bạn nhé, rất là rét, cực kỳ là giá buốt. Lúc mình sáng sớm mình đi, mình phải có găng tay này, rồi là phải có găng tay to nữa, tức là đi xe máy thì có hai loại găng tay, găng tay xe máy và găng tay nhỏ nhỏ để đút ở bên trong. Rất là rét các bạn ạ. Đó, lúc mình đến nơi thì là chưa rét đâu bác ơi, là người ta còn chưa bày hàng hóa ra cơ. Và lúc này thì là người dân bắt đầu bày hàng hóa ra nhiều rồi và người dân cũng đến chợ cũng khá đông rồi. Đó, lúc này thì quay cho mọi người xem những cái bối cảnh khung cảnh ở đây. Đó, xem chợ phiên cuối năm người ta đang buôn bán hoạt động ra làm sao. Đó, vừa rồi là quay một loạt các video về Lậm Tông rồi các nơi khác nhau, các khu vực khác nhau. Bây giờ mình sẽ quay về chợ phiên các bạn nhá, truyền thống chợ phiên vùng cao. Đấy, bà con ở trên này là đến đây là nhiều khi là chỉ đi chơi thôi. Nhiều có người, những người thì có hàng thì bán, có người thì không có hàng, người ta đi chơi gặp gỡ người thân bạn bè, ra chợ chơi, đó, ăn sáng ăn phở. Như chỗ này người ta cũng đang tập trung nói chuyện với nhau này, đó, lâu lâu là không gặp nhau là người ta sẽ tập trung nói chuyện với nhau. Chợ phiên là nơi mà người ta đến để trao đổi hàng hóa này, gặp gỡ bạn bè này, tìm kiếm người yêu này, đó, tìm bạn mới này các bạn ạ. Đó, đấy, có rất là nhiều các bà các cô bây giờ đang bắt đầu đến chợ này. Đấy, đây là mình đang xuất phát từ hướng từ Bắc Hà đi lên các bạn nhá. Đây là một cái ngã ba, đó, ngã ba rất là đẹp. Chỗ này thì bây giờ người ta cũng bày bán hàng ở đây rồi. Ngày trước là ở đây là bán nhiều hàng lắm, nhưng mà về trước có một cái vụ đó là ô tô lao vào ta quẹt với người bán hàng ở đây này, nên là người ta đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông là cho hết hàng hóa vào bên trong, không bán ra ngoài quá ngoài sát ngoài này đường. Đây, chỗ này các bác ấy đang, các bà các cô nó đang bán những cái này chổi các bạn này, chổi của người Mông, chổi chít, rồi là chổi làm từ hạt kê. Ở đây đa số là làm chổi từ hạt kê các bạn ạ, chổi từ hạt kê đấy. Ở đây có hai loại nhé, một loại là đan lát kỹ và một loại là đan lát kiểu bó như này. Mọi người thích loại nào thì là cứ alo liên hệ nhé. Chỗ này làm từ hạt kê, quét nhà rất là sạch, đặc biệt là quét những cái lèn gồ ghề như là lèn bê tông. Lèn bê tông thì chổi chít hay mòn, nhưng mà cái loại này thì nó không mòn mấy mà quét nó cũng rất là sạch, nó đi nhanh. Những cái hạt bụi, hạt cát, hạt bẩn thì quét nó đi nhanh sạch, nói chung là quét nó khỏe. Đấy, dọc bên trên này là không có gì, chỉ có người đi lại thôi các bạn nhé, không có hàng hóa đâu, bên trong mới có hàng cơ. Đó, mình quay một đoạn ngoài cổng này một chút cho mọi người cùng xem. Đây là những cái cây múa sinh tiền truyền thống của người Mông, trong những cái dịp lễ hội là người ta sẽ múa cái múa này, cây múa sinh tiền này. Đó, có cây múa sinh tiền này là có những cái đồng xu gắn vào và có những sợi chỉ bảy màu chỉ ngũ sắc. Múa nó rất là đẹp và khi múa có tiếng kêu leng keng leng keng. Đây, đồng xu đây.
đồng xu này gõ này kêu này. Em nhờ một tí nhá. Đấy, nó kêu keng keng đấy, mọi người nghe tiếng kêu không? Đó, đây là những cái cây mối sinh tiền. Ngoài ra có những cái khen con này. Đấy. Những cái khen này khoảng bao tiền một cái hả anh? 100 đến 150. À, cái khen này khen vâng, khen trang trí là cái này 150 đến 200, 300 gì đó. Còn cái khen thật của nó tầm khoảng tiền triệu, 3 triệu, 4 triệu các bạn nhá. Đây là cái khen này gọi là khen trang trí mô hình, khen trang trí thôi để mọi người về sưu tầm về đồ vùng cao. Từ dưới này lên cho nó đỡ ngược sáng các bạn nhá. Đó, lúc này là trời đang bắt đầu mặt trời chiếu rất là mạnh, rất là sáng. Nhiều khi là đi đường ngược này nó sẽ ngược sáng. Mình đi kiểu này cho mọi người quan sát thấy là rất là nhiều những thứ bán ở khu vực này, rau cải này, rau cải của người Mông ăn rất là ngon các bạn ạ. Rồi là ớt, chào ba nhá, chào ba. Đó, chào ba. Giờ ghi là không nghe tiếng mình nói đâu. Bán rau rồi là chổi này, ớt này các bạn này. Đó, những mặt hàng truyền thống ở trên này. Trên này sở dĩ bán rất là nhiều ớt bởi vì là nó rét các bạn nhá, rét nên là phải ăn ớt cho nó ấm người. Ngoài ra là lạc đỏ này. Đấy, lạc đỏ đây. Lạc đỏ bà con là tự trồng nhưng mà tự bóc ra mang đi bán nhá. Lạc đỏ, ớt và rất là nhiều những cái mặt hàng trên vùng cao. Đây các bạn này, chuối rừng các bạn này. Chuối này thực ra nó là chuối lá các bạn nhá. Đó, rất là to, chín rồi, ăn rất là ngọt các bạn ạ. Chuối lá ăn rất là ngọt. Đó, chuối lá nó ăn rất là ngọt luôn các bạn nhá. Mọi người là thường thường là bà con ở trên này là hay buôn bán trao đổi với nhau và mua mặt hàng của nhau. Còn người dưới xuôi thì nó trên này người ta thấy đồ là người ta mua ăn chơi các bạn ạ. Đây dòng chuối này, chuối vùng cao. Quả rất là to bạn ạ. Đây, to chứ. Đấy, khác biệt so với chuối dưới xuôi không các bạn. Quá là khác biệt luôn. Đây này củ mai các bạn này. Mọi người ai lấy mài ăn thì là cứ alo liên hệ các bạn nhé. Đây củ mài các bạn ạ. Để trong bao này. Đấy củ mài trắng các bạn ạ. Mài có mấy loại đấy, mài trắng và mài tím các bạn nhé. À, chất lượng nó cũng ngang ngang nhau, ăn rất là ngon. Rồi là khoai lang rồi các bạn này. Đó những cái mặt hàng truyền thống tại chợ phiên vùng cao. Ở đây thì mình thấy người ta bán cả mía các bạn này. Đấy, một cái xe bán mía. Mía này anh bán 3 tiền một cây hả anh? 20.000 một cây. Đó, người ta bán cây mía này bạn này. Chợ ở đây bán 20.000 một cây mía, ăn rất là ngọt. Thôi bây giờ chúng ta sẽ ra chỗ khác bạn nhá. Ở góc bên này thì người ta đang làm bánh trôi bạn này. Đun củi. Đun củi làm bánh trôi này. Bánh trôi lặn mà bằng tay luôn ở đây. Nước sôi cái là người ta cho vào. Ăn với đường các bạn ạ. Đó. Một cái món truyền thống ở trên này. Đó, có người thì ăn bánh trôi, người thì ăn bún phở. Tức là người ta chế biến tại chợ luôn các bạn nhé. Rất là ngon các bạn ạ. Đây sang bên này các bạn thấy là rau của người Mông bán rất là nhiều. Rồi là hương nữa các bạn này. Các bạn thấy cô kia đang cầm hương không? Đấy đang đếm. Người ta đếm là sẽ có một bó kia người ta sẽ làm tầm 50 que hương một bó. Hương này là hương truyền thống, làm từ bột gỗ đặc trưng truyền thống của người Mông. Và người ta có một loại keo tự nhiên gắn với cái những cái que tre các bạn nhá, que tre để cái bột gỗ nó bắt vào và rất là thơm. Đây là hương truyền thống của người Mông. Ngoài ra có rất là nhiều các vị thuốc trên vùng cao bạn này. Đây những vị thuốc này người ta bảo là chưa đau bụng mà các bạn ạ. Trước mình hỏi này họ bảo chưa đau bụng.
Bái bà, cho cháu hỏi cái này trước cái gì hả bà? Đau bụng à? Đau bụng, đau dạ dày các thứ ấy nhỉ? Cái này người ta bảo là thuốc đau bụng, đau dạ dày các bạn này. Đó. Ngon. Nói chung là rất là tốt các bạn ạ. Đó. Rất là nhiều các mặt hàng ở trên vùng cao các bạn ạ. Đây, chỗ này mình thấy là một xe bún này, người ta đang bán bún. Bún trắng nhá các bạn nhá, không phải bún phở đỏ. Bởi vì là nhiều người thích ăn cái loại bún này cơ. Đó, người ta bán như thế này. Đó. Sang bên này các bạn này. Đây. Đây, xác mật ong này bạn ơi. Ong này ong đồi đá các bạn nhá. Ong đồi đá, tức là loại này nó làm trong hang đá này, hoặc là hốc cây này. Trong hang, trong hốc. Người ta gọi là ong ong đá các bạn ạ. Nó tên chính xác của nó là ong mật đá. Nó là dòng ong mật nhưng mà nó làm trong hang đá, người ta gọi là ong đá. Đây là cả sáp của nó các bạn này. Đấy, sáp này người, các bạn thích thì các bạn có thể lấy nguyên cả sáp về các bạn bắt ra. Mùa này sáp của nó thì nó ít mật nhé các bạn nhé. Mùa đông thì mật nó riêng ở dòng ong đá là nó ít mật. Nên là mua sáp về bắt thì nó sẽ được ít hơn là sau cái mùa hè. Đó là ong đá các bạn ạ. Ngoài ra thì ở đây là cây này nè. Ô, cô này ở bên Sapa sang à? À, tận Sapa sang bên này. Thế cái này là cây thuốc chữa gì được cô? À, dạ dày này, xương khớp này. Ở cây này cây chữa xương khớp. Tai nạn này, dạ dày xương khớp. Đó. Nó giống như kiểu cây bổ máu ấy nhỉ? Không phải bổ máu đấy. Vâng. Là máu đông nếu uống cho nó ăn cho nó máu tăng đấy. Vâng. Đó cây này cây chữa xương khớp dạ dày. Đó. Rất là nhiều các vị thuốc ở trên vùng cao các bạn ạ. Mình quay lấy mặt hàng thì các bạn nào thích loại gì thì cứ lấy thì là cứ alo liên hệ các bạn nhé. Ở chúng ta đang xem sâm đương quy bạn này. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, có chợ phiên Bắc Hà, và chợ phiên Bắc Hà thì bán rất là nhiều các loại thảo dược. Sâm đương quy thì tốt cho xương khớp tim mạch này, tốt cho máu này, đó. Và cơ thể mệt mỏi ốm yếu để dùng sâm đương quy nó rất là nhanh hồi phục sức khỏe các bạn nhé. Sâm đương quy có thể là lá thì có thể xào nấu canh, hầm tần ăn, củ thì ngâm rượu hoặc là hầm tần ăn cũng được, thường thường củ ngâm rượu rất là thơm. Sâm quy loại củ to củ nhỏ, đây dãy bên này dãy củ to này bạn này. Nói chung là củ to củ nhỏ thì là quan trọng là chất lượng của nó. Đây to chưa bạn này, bạn lấy thì là cứ alo liên hệ các bạn nhá. Ngày mai là chợ chính Bắc Hà thì rất là nhiều các loại thảo dược, và thường thường là mình sẽ lấy hàng cho các bạn vào hôm chợ chính các bạn ạ, nó mới tươi các bạn nhá. Sâm quy đó. Ui giời, củ mài to thế. Cái này là cô trồng hay cô đào trên rừng đấy cô? Vâng. Ơi, củ mài to chưa bạn ơi? To không? Như kiểu cái đĩa luôn này. Đây là đường kính 2-4 50 phân các bạn ạ, trên 50 phân. Mài tím, ăn rất là thơm. Đây là củ mài tím truyền thống ở trên này các bạn nhé. Ngoài ra khoai sọ này. Khoai sọ này gọi là khoai sọ gì hả cô? Vâng. Khoai sọ rất là to luôn. Bà con trên này là thường nấu khoai sọ với rau cải mèo các bạn ạ. Khoai sọ hầm chín nhưng mà cho rau cải mèo mà ăn thì tuyệt vời. Đó bạn, nhiều lắm. Đây các bác thợ chim này. Đấy, đeo cái túi này là các bác thợ chim là đang đi buôn bán chim đấy. Chúng ta đang đi dần dần xuống phía dưới này. Đây là một phiên chợ rất là mộc mạc hoang sơ các bạn ạ. Họp ở ven đường các bạn nhá. Đó. Đơn sơ mộc mạc mùa nào thức đấy. Như mùa này đang là mùa rau cải mèo rất là nhiều. Người ta cũng bán rau cải mèo rất là nhiều luôn. Đây này, còn chúng ta đang xem mật ong này các bạn này. Đấy, mật ong đá. Đóng cái chai này, chai 800 ml nhá.
Đó, còn chai này là chai 490ml. Còn đây là sáp của nó đây các bạn này. Đấy. Bạn nào thích lấy mật ong thì là cứ alo liên hệ nhá. Trên kênh của mình là chuyên bán mật ong với cả tam thất khô, tam thất tươi. Sẵn lúc nào cũng sẵn hàng. Bên nào lấy thì là cứ alo. Hàng mật tam thất lúc nào cũng sẵn sàng gọi kho nhé các bạn nhá. Lúc nào cũng có luôn. Mật ong của mình rất là xịn, rất là chuẩn rồi. Bạn nào lấy thì alo. Mật ong của mình là mình với anh Lành của mình là hai anh em là một người đi lấy, một người đi quảng bá. Nên các bạn yên tâm về chất lượng mật ong của anh em mình nhá. Quay kỹ cái sáp bằng đá bạn này. Đấy. Nó là dòng ong mật nhưng mà là ong mật rừng các bạn nhé. Sống tự nhiên trên rừng, nằm ở trong hang đá, người ta gọi là mật ong đá nhé. Đó, bây giờ là chúng ta đang lên trên này. Hôm nay là trời nắng rất là đẹp, rất là ấm. Lúc sáng thì là rất là rét, bây giờ ấm ấm một chút rồi. Các bạn, hôm nay ngày hôm nay 9 độ các bạn ạ. Tí nữa mình đưa cái màn hình điện thoại mình chụp ảnh cho mọi người xem nhiệt độ chính xác trên này là bao nhiêu độ. Ớt khô này. Ớt khô này là thực ra là ớt từ cái sâu ớt, ớt khô treo các bếp còn này. Đây là sâu ớt tươi. Người ta treo các bếp thì nó khô lên. Đó, nó treo khô lên. Treo khô lên các bạn ạ. Và giã ra thành gọi là thành ớt khô. Ăn rất là cay luôn. Trên này ăn ớt rất là nhiều bởi vì trời rất là rét. Phải ăn ớt nhiều cho nó ấm các bạn nhá. Đó. Mọi người ai ăn ớt thì là cứ alo, người ta bán theo bát các bạn này. Đấy. Rau cải rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều các bà cô là đang bán hàng. Lúc này chợ bắt đầu đông dần các bạn nhá. Lúc sớm thì ít người lắm. Bây giờ là đông dần, đông dần. Người ta có mặt hàng gì người ta đi buôn bán trao đổi. Chị ơi, cô cho cháu hỏi cái này là chưa cái gì đấy? À, đau đùi à? Đau đùi đau ngực à? À, đau đùi đau ngực đau đầu. Đây bà ấy vỗ vào đùi và ngực và đầu. À, chưa đau được ngực, đau đùi, đau đầu. À, những loại thảo dược ở trên vùng cao. Thế thế cái lá này chưa cái gì hả cô? Cái lá này chưa cái gì đấy ạ? Lá? Vâng. À, chưa đau đầu à? Đau đầu mới đau bụng. Đấy, chỉ vào đầu và bụng là đau đầu, đau bụng. Những cái loại thảo dược mà con tự lấy được trên rừng về. Mang đi bán nhé các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đi dần dần xuống khu dưới này. Chợ phiên rất là đẹp. Đây chúng ta đang xem một số các loại mặt hàng trên này. Tam thất khô các bạn này. Đấy. Này thì rất là nhiều công dụng, nó giống kiểu một loại thần dược các bạn nhé, thuốc thần dược tổng hợp. Đó, phòng chống các loại bệnh, phòng chống ung thư. Đó, rồi nhiều lắm, tăng cường sức khỏe, đặc biệt là phá tan khối u. Bạn nào mà bị u nhất thì là dùng cái này vào thì nhanh tan khối u lắm, đặc biệt là u bùng lang bùng trứng này, u cổ tử cung này, và có loại khối u khác thì dùng cái này vào, dùng cái loại này vào thì nó tan nhanh nhé, bằng cách là nghiền ăn trực tiếp hoặc ngâm mật ong hoặc ngâm rượu cũng được. Những người mà ốm yếu này, mới mổ xẻ này, chị em phụ nữ mới sinh lở xong này thì dùng cái loại này thì nhanh lành vết thương này, nhanh hồi phục sức khỏe này, cơ thể mệt mỏi ốm yếu thì dùng cái loại này vào thì cũng rất là nhanh khỏe nha các bạn nhá. Đó, rất là nhiều công dụng củ tam thất tươi, tam thất khô, từng công dụng lá như nhau. Còn hoa tam thất thì nó tác dụng điều hòa. Hoa tam thất, lụ tam thất, điều hòa huyết áp này, ngăn ngừa hỗ trợ điều trị ung thư này, tăng cường sức khỏe này, thanh nhiệt giải độc này, bổ gan mát gan này, chữa đau đầu hoa mắt này, chóng mặt này. Đó, những người già mà hay bị huyết áp cao, huyết áp thấp này thì dùng cái loại này nào thì nó điều hòa huyết áp các bạn nhé. Đó là lụ hoa tam thất. Cách dùng các bạn có thể là pha chè uống nhé, mỗi lần uống tầm 10 lụ thôi, uống tầm 3 lần là vứt đi, 3 lần pha là 3 nước còn là vứt đi nhá.
chứ uống một nước thì phí quá. Ngoài ra thì rất là nhiều củ ấu tàu bạn này. Con loại này là chuyên đặc trị xương khớp bạn ạ. Xương khớp thì dùng cái này để xoa bóp bạn nhé. Ngâm rượu xoa bóp. Đấy, ấu tàu bạn ạ. Đây, ngoài ra thì tam thất khô tươi này bạn này. Đấy, cũng bán rất là nhiều đây. Ngâm rượu hoặc ngâm mật ong, hầm tần ăn. Ngâm rượu hoặc ngâm mật ong, hầm tần ăn. Công dụng như vừa đấy mình cũng nói rồi. Đây các bạn ơi, đây là măng lứa. Bạn nào lấy măng lứa thì có alo lên này các bạn nhá. Măng lứa nó phải vàng vàng này các bạn này. Đấy, nó vàng vàng này, nó là xịn chuẩn này. Nó dày măng. Cái này lấy về các bạn luộc qua một lần nước đi cho nó hết cái mùi đi. Sau đó là hầm tần các bạn ạ. Luộc, các bạn luộc qua một lần nước đi, sôi tầm khoảng 10 phút. Xong các bạn đổ đi nước đi, xong là hầm xương thì ăn rất là ngon, măng lứa. Con lại đen thì nó lại không ngon mấy nhá, con đen là kiểu nó mốc rồi. Còn lại tươi tươi vàng vàng mới là ngon này. Đây, các em này đang bán quần áo, các thứ. Bây giờ chúng ta đi dần khu dưới này các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều. Chợ phiên cuối năm thì rất là đông vui, nhộn nhịp tấp lập các bạn ạ. Đây, chỗ này người ta bán bún phở các bạn ạ. Phở đỏ đấy, phở đỏ truyền thống Thái Tây, làm từ gạo lốc lương các bạn ạ. Người ta nghiền ra, nấu thành phở xong rồi thái ra, đóng túi này. Trong này có hành này, hạt lêm này, ớt này. Đó, cho cả rau thơm vào. Đây, về nhà các bà các cô là đun nước mà đun nước dùng thôi. Đun nước dùng ăn thôi, đun nước dùng để ăn. Phở đỏ truyền thống. Và bên này bán loại gì nhỉ? Quả này rất là lạ luôn này. Quả chanh leo hả em? À, cái này ăn như thế nào em? Ăn như thế nào? Bổ ra như bà gần này đang ăn đấy à? Bổ ra ăn hạt. À, nó vàng vàng nhỉ? Ôi, xử à? Vâng, ok bà. Thử một tí nhá. Thử một tí hạt chanh nhau bạn ạ. À, ngon ngon ngon. Chua chua ngọt ngọt con ạ. Vâng. Mình đang test thử cái này bạn ạ, hạt chanh nhau, quả chanh nhau. À. Ngon ngon. Vừa chua vừa ngọt. Được ạ. Bà bán cái gì đấy? Hạt tam giác mạch. Hạt tam giác mạch à? Hạt tam giác mạch. Bà bán là hạt tam giác mạch này, rồi là khoai lang này, quả chanh leo này, đó. Rồi những cái giá cái rổ. Giá rổ. Cái này là để đám cưới các bạn ạ. Đám cưới đám xin thì dùng cái giá này nó mới đựng được nhiều gạo. Giá rổ của người Mông các bạn ạ. Cái này là bao tiền một cái hả bà? 100. 100 nghìn một cái à? Kem da, vâng. Cái này là bền lắm ấy nhỉ? Cái này là bằng tre nhỉ cô nhỉ? Vâng, tre đấy. Làm bằng tre. Vâng. Bằng tre làm. Vâng. Cô là người Lùng à? Vâng. Vâng. Nó nghe cái giọng nó khác khác, không giống cái giọng người Mông. Vâng. Đó, giọng. Thế cô mua này về cô về đáy gạo à? Vâng. Vâng. Đấy, những cái giá rất là đẹp, làm rất là công phu cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ đi dần khu dưới này các bạn nhé. Đây, hôm nay chỗ này là vẫn còn mấy gian hàng này vẫn còn trống này. Đây các bác này đang bán những cái này, cái đỏ nấu rượu bằng tôn.
Con này nấu rượu bằng tôn con ạ. Khu dưới này các bạn biết người ta bán gì không? Bán những cái chảo này. Những cái chảo này là để dùng để nấu thắng cố này, rồi nấu cắm lợn này, nấu mấy mén ốc đậu này, nấu mèn mén ốc đậu này và nhiều nấu nhiều thứ khác. Mọi người mua thì là ai thích nấu về nấu cái gì thì nấu bạn ạ. Đấy, những cái chảo rất là đẹp luôn. Bà con trên này thường thường mua về để nấu ở nhà hay nấu là nấu cắm lợn là nhà chủ đạo các bạn nhé. Còn có công có việc thì đám cưới đám xin đám hỏi thì người ta dùng cái chảo này để nấu thức ăn, xào nấu thức ăn các bạn ạ. Đây khu dưới này bán gà. 2017 siêu thị mặt đất chúng tôi đã đồng loạt gà và lợn con này. Đấy. Từ 30% đến 50% tất cả các sản phẩm đang. Những con lợn đen trên bản rất là đẹp con ạ. Đều đồng loạt giảm giá từ 30% đến 50%. Những con lợn đen này. Một chiếc áo khoác trẻ con từ 100 đến 120 nghìn. Rất là ngon. Những con lợn này về các bạn có thể thả nhông ở vườn đấy, thả nhông ở vườn con ạ. Nó ăn rất là dễ thôi, ăn rất là đơn giản, ăn rau củ quả này, ngô này, cám này, đó, nuôi loại này cũng rất là dễ quản nhá. Dòng lợn đen này người ta cũng nuôi được một thời gian rồi, xong người ta mang đây bán này. Rồi lợn đen này về thả một thời gian nữa về ăn Tết thì tuyệt vời quan ạ. Đó, lợn đen trên bản rất là đẹp luôn. Thịt rồi là những cái món truyền thống ở trên chợ phiên vùng cao thì chủ yếu là làm từ lợn đen các bạn nhé. Đó, lấy từ lợn đen. Đó, những con lợn này thả vườn thì đẹp tuyệt vời luôn. Kia cũng là dòng lợn, nhưng nó dạng dòng lợn bản, nó lợn lông bò bạn nhé. Dòng lợn lông bò nó màu xám xám này, lợn đẹp quan nhá, lợn đẹp chưa. Siêu thị mặt đất chúng tôi xin kính chào toàn thể bà con mình đi chơi, đi chơi trong chợ ngày nay. Với chương trình giảm giá và sàn. Bây giờ chúng ta đang đi dần khu dưới này. 2017, đó, bà con cũng đang buôn bán lợn rất là tích cực ở khu vực dưới này. Bây giờ chúng ta đang đi xuống khu dưới này là chuyên bán chó bạn ơi. Đấy các bạn ơi, nhớ chưa? Các bác lấy về đó được ấy. Năm củ năm nhé các bác nhé. Khu vực này chuyên bán chó này, ra chỗ này nó còn tới tối một tí. Nhìn ánh sáng nó đều đều, chỗ kia chỗ nắng chỗ tối nhìn rất là khó luôn. Chỗ này là người ta chuyên bán chó Bắc Hà. Đó, dòng chó đỏ Bắc Hà, chó xù đỏ này, rồi chó mông cọc Bắc Hà này. Tất nhiên là dòng chó mông cọc và chó xù đỏ Bắc Hà. Đó, xù đỏ này, xù đen này, xù trắng này. Đấy, lại là người ta bán được thằng bán tiền triệu các bạn nhé. Tiền triệu các bạn ạ, mấy triệu một con đấy. Con nào mà lưỡi thép, lưỡi đốm này, quyền đè này thì giá trị. Thì giá trị càng cao các bạn ạ. Làm đi chơi đâu? Thế còn bán tiền không em? Dạ, còn gì có bán tiền không? Nó còn bán tiền mới để con đấy. Người ta đang bán qua TikTok các bạn ạ. Đó, livestream trực tiếp trên TikTok, ai có nhu cầu lấy thì người ta sẽ lấy các bạn ạ. Ta bảo người lạnh như thế đi làm à? Lạnh không phải đi làm. Chợ bán cấu xin một cái các bạn nhá. Đó, những con chó rất là đẹp. Khu dưới này là bán chim nhé các bạn. Đây này là bán ngày trước là bán chim ở tiết dưới hủm xa kìa, nhưng về sau dưới đấy là người ta quy hoạch lại. Người ta quy hoạch lại là dưới đấy là không bán chim nữa mà bán chim dịch trên trên này.
Con này, mấy con này. Ui, nhiều chưa? Con này chỉ xem như này nhá, với chị Á Trinh đấy. Mới một lần một, mới một ngăn là một con. 3 tầng, mỗi tầng 5 con, 15 con rồi. 2, 4, 6, à 6 ngăn 18 con luôn ạ. Nhìn nó sắp sâu như này thôi. Một cái lồng khoảng 18 con. Con này nhà có điện không? Ô, con đánh đấy, con này mất con này đấy. Chim này là rất là nhiều khu vực dưới này. Ở đây thì đa số là bán chim mi các bạn nhé. Riêng cái chợ Cắn Cấu này là bán chim mi rất là nhiều. Mua bán trao đổi với nhau chim mi. Đây, người ta cho dưới này cho nó yên tĩnh các bạn này. Đấy. Chim treo đây dưới vườn này. Dưới những bụi cây bụi kia là treo rất là nhiều luôn. Đấy, để cho nó hót. Thường thường người ta sẽ cho những con nào, những con mi thì người ta cho vào cái lồng. Một những cái lồng nào có một con ấy, có một con thì là lồng đấy là có giá trị nhé các bạn nhé. Chim đấy, con chim đấy có giá trị tiền triệu. Nhiều loại giá lắm. Mấy trăm cũng có, mấy triệu cũng có. Khu vực này, khu vực dưới này rất là yên tĩnh các bạn ạ. Chim người ta sở dĩ là phải để xa như này để cho nó hót các bạn ạ. Hót véo von véo von đây các bạn. Đấy, khu vực bán chim tận dưới sâu dưới này luôn. Ngoài ra là người ta cũng treo ở những cái lồng con này, treo những cái lồng mà cắm ở những bờ tường này. À, dưới này người ta làm gì bạn ạ? Đây này, rất là nhiều chim ở dưới này luôn. Đây, người ta để đây này. Để các lồng gần nhau như này, các lồng cứ để gần nhau như này để cho nó hot các bạn nhá. Cứ để gần nhau cho các lồng gần nhau để cho nó hot này. Hiện tại giờ mình đang ở khu vực ẩm thực các bạn nhá. Khu vực ẩm thực là một khu vực cực kỳ là hấp dẫn với rất nhiều món ngon ở trên cái chợ phiên Cắn Cấu này. Đó, và chúng ta đang xem một cái dãy ẩm thực này gồm có rất là nhiều các bà các cô là đang bán những cái món truyền thống. Ví dụ như là bên cạnh mình đây nè, các bà đang bán cái món đó là món ốc lậu các bạn nhé. Món này là món ốc đậu. Đó, tức là cái món này nấu từ đỗ tương các bạn ạ. Nấu từ đỗ tương. Những đỗ tương nghiền ra xong đó đây, nấu cùng với rau cải mèo này và nước chua. Đó thì nó thì đun một thời gian nó nóng nó sôi lên thì nó mới cô đặc lại. Đó, tạo thành món đó là món ốc đậu. Món này nó ăn kèm với ngô hấp và cơm nhá. Đó, có thể ăn kèm với ngô hấp thì là ăn ngô không cũng được, hoặc là ăn kèm với cơm. Thường bà con ở trên này là ăn kiểu như vậy. Đây là một cái chảo mềm mén, chảo này vẫn chưa chín nhá các bạn nhá. Khi nào chín thì nó sẽ đông đặc lại. Ngoài ra còn có rất là nhiều các món khác như là lòng lợn này các bạn này. Đó, lòng lợn, tim lợn rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đó, bên này thì em ơi, đây là nồi nước dùng của em. À, đây là nồi nước dùng. Thế nào cái ốc đậu kia nào là một lúc nó mới chín à? À, anh quay nhà một chút nhá. Trong này là có những cái gì hả em? À, trong này là nhiều chân giò, gót giò đây à? Thế nào em còn đi học không? Học lớp mấy rồi? Đang lớp 8 à? Ơ, nhưng mà hôm nay là chủ nhật thứ bảy thì nghỉ à? À, đây là một em này cũng đang đi giúp bà. Đang giúp bà bán phở các bạn ạ. Trên này ăn phở này với rau. Các bạn biết rau gì không? Đây là rau ngổ của người Mông, hay còn gọi là rau húng của người Mông các bạn ạ. Rau này rất là lồng nhá. Ăn ngon, lồng, thơm phức các bạn ạ. Nhưng nói chung là ăn cái rau này
ăn cái rau này là người nào quen thì mới ăn được. Người nào mà không quen là khó ăn cái rau đấy được các bạn nhé. Đó, đây là cái quán đầu tiên tại cái dãy ẩm thực này. Đấy, bây giờ chúng ta là sẽ đi lần lượt xuống các quán khác các bạn nhé. Đấy, trong này rất là nhiều đồ này. Chân giò, gót giò. Đó, và bên này thì món bên này là món đây là khói quá mèn mén các bạn ạ, ốc đậu mèn mén một lúc nó mới chín các bạn nhá, đun một lúc nữa khi nào đông đặc lại mới chín, khói mù mịt các bạn ạ. Nhắc lại với các bạn, thời tiết hôm nay là cực kỳ là rét luôn, rất là rét, 9 độ C các bạn ạ. Đấy, chúng ta đang đi sang quán khác cũng rất là nhiều mèn mén ốc đậu này. Một cái món ngon truyền thống ở trên vùng cao. Đó, lấu lên và bà con trên này rất là thích ăn cái món này. Món mèn mén ốc đậu. Đó, phở đỏ các bạn này. Lúc này thì là đang có rất là nhiều khách họ đang đến ăn phở. Buổi sáng sớm là làm bát phở cho nó đỡ rét các bạn ạ. Không khí rất là rét. Ngoài phở ra thì ngay cạnh bên chỗ bán phở là người ta bán lạc luộc này và bánh rán này các bạn này. Đó, lạc luộc này, lạc là người ta đã, đây là lạc giang. Cô ơi, đây là lạc giang hay lạc luộc đấy? À, lạc giang. Đây là lạc giang các bạn ạ. Người ta đã giang khô rồi. Đó, bán 10.000 một bát, 10.000 một bát nhé. Xong rồi mọi người là ăn chơi chơi, rồi là bánh rán này. Bánh rán tài trợ cho nóng hổi các bạn ạ. Dán tài trợ cho nóng hổi ngon lành. Đó, đây là kiểu cách ở trên vùng cao các bạn nhé. Đó, bánh rán nó rất là nóng luôn. Đó, tiếp tục chúng ta đang di chuyển sang bên này. Cái dãy bên này là dãy ẩm thực chính các bạn này, với rất là nhiều các món truyền thống ở trên này. Đó. Người ta đến đây ăn sáng rất là ngon các bạn ạ. Đây này, chân giò các bạn ạ. Đó. Chân giò này, rồi là gà bản này, rất là ngon. Toàn những món ngon trên vùng cao các bạn ạ. Chân giò thì là từ lợn đen nhé các bạn nhé. Toàn bộ là lợn đen hết đấy. Rồi gà bản rất là thơm. Thơm phức luôn. Đó. Đây. Chào em nhá, em là bán hàng trên này à? Em bán hàng quần áo à? À, bán hàng quần áo chỗ của người Mông cái gì? À, rồi ok. Đấy, có những người đi mua hàng, có những người đi bán hàng. Đây này, như chú này là đang ăn một bát mèn mén gọi này. Đó, ăn mèn mén với cơm, rồi là với thịt. Đó, đây kiểu cách ăn ở trên này rất là ngon luôn. Chào anh nhá. Anh đang ăn món mèn mén à? Đó, rất là ngon. Thôi bây giờ chúng ta sang quán bên này các bạn này. Quán bên này là chân giò này, rất là nhiều. Chân giò rồi là chê lợn này các bạn này. Rồi là dạ dày. Mọi người ai thích ăn như thế nào, ăn món gì thì cứ gọi nhé. Để các bạn thấy chế lợn trắng chưa? Chế lợn rồi là dạ dày, rất là nhiều, rất là ngon luôn. Có giò đấy, tuyệt vời các bạn ạ. Một cái quán nó rất là ngon. Rồi, ở đây thì người ta đun bếp củi các bạn nhé. Chắn cho đỡ gió hả em? Đây này, người ta nấu bếp củi
và căng cái bạt cho nó đỡ gió, đỡ khói các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều món ngon. Đây các bạn này, đây là phở trên vùng cao các bạn nhé, làm từ gạo lốc lương, ăn rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đây, ở trên này đa số là ăn có loại phở đỏ này các bạn ạ, làm từ gạo lốc lương đó, người Thái rất là kỹ luôn này. Loại phở này thì ăn một lần là nhớ mãi các bạn nhé. Đấy, những nồi nước dùng ở đây này, hai nồi nước dùng lúc nào cũng phục vụ sẵn sàng. Bên ngoài này là các em đang phục vụ rửa bát đó, rửa bát rồi là bàn rửa bát các thứ ngoài này. Đấy, các em này là kiểu là các em học sinh cũng nghỉ đấy, nghỉ học rồi tranh thủ ra giúp người nhà bán hàng. Mọi người nhìn thấy mặt trời chưa? À, nhìn thấy chỗ điểm sáng kia chưa? Đó, hôm nay là trời nắng đẹp, nắng còn cho ấm, không khí rất là rét. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào những cái quán bên cạnh nha các bạn nhé, xem có những món gì. Đó, bên này là cũng ốc đậu này, rất là nhiều những cái chả ốc đậu được người ta đun từ lúc sáng sớm, tầm khoảng 4 giờ là người ta đun rồi để cho nó chín để phục vụ cho khách ở trên này ăn. Và đa số đây thì là người ta đều thích ăn, những người Mông ở trên này người ta hay ăn cái món ốc đậu. Đây là món ngô hấp đây, ngô hấp đấy các bạn ạ, đó, ăn kèm với ốc đậu rất là ngon, rất là thơm. Mà đa số người Mông ở trên này người ta thích ăn kiểu như ăn cái món này các bạn nhé. Đó, người Kinh thì gọi là đi ăn, gọi là ăn trải nghiệm đấy chứ họ không sẵn ăn như kiểu người Mông. Người Mông thích ăn món này lắm các bạn ạ. Đó, chúng ta đang đi lần lượt trong quán một. Bây giờ chúng ta đang xem một quán thắng cố bạn này. Đây là một quán thắng cố. Thắng cố là một cái món đặc trưng, đặc sản ở trên Bắc Hà. Và Simacai và Mường Khương, đó là những cái món truyền thống rất là ngon các bạn nhé. Và đây chúng ta đang xem món thắng cố này. Vâng. Quay về xong làm lại thì ấy đúng không? Vâng, về cắt sửa nè. Đây làm bát thắng cố nè, buổi sáng cho nó ấm coi nè. Mùa rét thì là phải làm thắng cố thì nó mới ngon các bạn nhá, nó mới ấm áp. Ở dãy đằng kia. Đây các bạn này, đây một cái chảo thắng cố rất là nóng hổi, rất là ngon. Đấy, thắng cố là một trong những cái món gọi là truyền thống ở trên Bắc Hà. Vâng. Kênh rồi là gì ạ? Kênh lắng gió vùng cao ạ. Lắng gió vùng cao ạ. Vâng. Chịu khó quay thế. Vâng. Các bạn lâu thôi. Em xem là lắng gió vùng cao này. Thắng cố là một cái món gọi là có rất là nhiều các gia vị, nó tầm khoảng 10 loại gia vị nấu với tất cả các bộ phận của con ngựa tạo thành món, đó là món thắng cố nhá. Ví dụ như là hoa hồi này, mắc khén này, hạt dổi này, lá chanh này, gừng này, xả này, ớt này, đó, và rất là nhiều gia vị khác. Và đặc biệt là phải có một loại nữa là lá hay còn gọi là cây nấu thắng cố. Rồi, thịt nhiều các bạn ạ. Nóng thế. Anh ơi, kia làm một con này ạ. Nóng hổi các bạn ạ. Thôi, chọn ra kia rồi, con ra kia cả ra kia rồi. Lòng phèo có thứ này, nhiều lắm các bạn ạ. Tuyệt vời, sáng sớm nào khách người ta đang gọi món các bạn nhé. Đó. Mọi người là ăn, sẽ ăn vào lúc sáng sớm thì là đồ nó ngon các bạn ạ. Nhiều món ngon, nhiều đồ ngon. Và bây giờ là chúng ta sẽ di chuyển ra chỗ khác các bạn nhé. Góc bên này nữa cũng thế này, cũng có một đoàn khách rất là đông, khoảng 20 người các bạn ạ.
không phải 20 người thì cũng gần 20 người đang ăn một cái bàn rất là dài luôn. Đó, ăn cái món truyền thống ở trên vùng cao này. Đấy, đây là quán phở. Trong này mặc dù là khá là tối bạn ạ, nhưng mà vẫn đông khách đến ăn các bạn nhé. Sáng sớm là đặc biệt là trời rét như này này là phải làm một bát phở đắng. Rồi là muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Cho nó ấm áp người các bạn ạ, bởi vì đi đường rất là lạnh, rất là rét. Nhiệt độ hôm nay có 9 độ thôi, rất là rét các bạn ạ. Nên là người ta đến đây là phải thưởng thức ẩm thực lắm. Đấy, phở đỏ các bạn ạ. Phở đỏ truyền thống ở trên Bắc Hà. Chợ này là chợ Cán Cấu, thuộc xã Cán Cấu, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai các bạn nhé. Đó. À, chào nhá. Chế lợn các bạn này, đấy. Chàng lên đây đấy. Đúng rồi, rất là ngon. Chàng nó đen, chế lợn đen. Chế lợn đen, chàng lợn đen, hay còn chàng hay còn gọi là chế. Ở dưới xuôi gọi là chàng, còn trên vùng cao gọi là chế. Rất là ngon các bạn nhé, tuyệt vời. Đó, trắng phao luôn. Ở chỗ này các bác ấy đang làm món thịt bóc các bạn ạ. Đó. Thịt bóc bóc ra rất là ngon các bạn nhá. Tuyệt vời luôn các bạn ạ. Rất là ngon, lòng lợn nữa, lòng hổi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang bên này các bạn ạ. Nó di chuyển sang bên này. Bên này cũng rất là nhiều người đang ăn phở với những món phở đỏ truyền thống ở trên Bắc Hà. Nồi nước dùng các bạn này. Nồi nước dùng đấy các bạn nhá. Lúc nào cũng sôi hùng sục. Đó. Rất là nhiều gia vị trong này, ngon, thơm phức. Đun bằng bếp củi các bạn ạ. Đó, đun bằng củi nhá. Đấy, trên vùng cao là chỉ có đun bằng củi thôi. Đấy là một cái dãy ẩm thực rất là tuyệt vời tại chợ phiên Cán Cấu. Mọi người không thích ăn phở thì có thể ăn xôi. Rồi, ngon cho các bạn ơi. Này, chân giò này, tuyệt vời. Chân giò nóng hổi, lưỡi lợn này, chê lợn này. Tất cả đều nóng hổi, thơm phức. Ngon hết cơ tại chợ phiên Cán Cấu các bạn ạ. Ví dụ nhà cô này, cô ấy thích gọi món gì, gọi ăn cái gì, ví dụ ăn một ít thịt lạc này thì là chủ quán sẽ thái thịt lạc cho này. Thích ăn gót giò này thì chủ quán sẽ gót lấy gót giò này. Nói chung là thích ăn cái loại nào thì cứ bảo. Hoặc là một đĩa tổng hợp tim này, chế này, gót giò này. Đó. Là bây giờ nó đổ nước vào các bạn nhá. Đó, ngon chưa? Tuyệt vời luôn. Đó, bây giờ là bê đi ăn. Sáng sớm làm bát phở như này thì quá là tuyệt vời các bạn ạ. Không còn gì bằng. Đây, cô này cô đang lọc quát giò này. Đấy. Thịt có tò rất là ngon. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, đầu cũng chín rồi và đang vớt ra các bạn này. Đó. Quả đầu lợn rất là ngon nhá các bạn nhá. Đầu lợn người ta sẽ làm món còn là thịt đầu bóc các bạn ạ. Bóc và thịt đầu ra ăn nó rất là mềm. Đấy, ông chủ đang vớt tiếp mà. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi dần dần đi chỗ khác các bạn nhá. Sang bên này là quán xôi các bạn này. Xôi bảy màu. Đấy. Với rất là nhiều các loại màu khác nhau. Xanh, màu đỏ, màu vàng. Màu xanh hôm nay không đẹp rồi.
xanh này, màu vàng. Màu vàng này từ từ nghệ hay từ gốc đấy ở mình, nghệ. Đó, người ta ngâm với gạo, cho gạo nó thành màu đó, xong đó mới hấp lên các bạn nhá. Đây, góc này là chuyên bán xôi, mọi người đến đây thì là ủng hộ cho em mày nhá. Xôi của em này rất là ngon luôn. Xôi bảy màu rất là ngon các bạn ạ. Gói bà lá chuối. Ăn kèm với là ăn kèm với vừng này em. Lạc, ăn kèm với lạc giã ra. Rất là tuyệt vời. Ngon, hết cơ. Đó, xôi ngon. Ở trên vùng cao thì là người ta hay làm cái món xôi bảy màu này, và khách thập phương đến đây người ta hay thưởng thức cái món này, xôi bảy màu. Xôi bảy màu các bạn ạ. Màu này là làm từ lá nhé các bạn nhé. Lá là người ta lấy ra, người ta giã ra, người ta luộc ra lấy nước để xong ngâm với gạo. Đó, gạo nó thành màu xanh, sau đó hấp thành xôi các bạn nhé, chứ không phải là dùng cái loại khác đâu các bạn ạ. Để các bạn yên tâm ngâm cả đêm luôn để hôm sau nó mới thành cái màu xôi này, màu gạo đỏ này, gạo nó thành màu tím này, màu đỏ này, màu xanh này, và sau đó hấp lên đồ xôi lên các bạn ạ. Đó thì nó rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên này. Lòng lợn đây các bạn này. Đấy, lòng lợn này là người ta cũng đang nhồi lòng lợn ở đây. Một cái dãy rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, bây giờ là chúng ta sẽ di chuyển ra chỗ khác các bạn nhá. Mỗi chỗ là chúng ta sẽ đi một chút để cho mọi người cùng nắm bắt được tình hình trên này là bà con đang buôn bán như làm buôn bán ra làm sao, đặc biệt là chợ phiên Căn Cấu này. Mặt ong các bạn này. Đấy. Mật ong đá nó đặc này, và màu nó sẫm sẫm này. Ai lấy mật ong thì là cứ alo liên hệ với Làng Gió Vùng Cao nha. Hiện tại Làng Gió Vùng Cao vẫn còn mật ong ở nhà, sẵn sàng phục vụ cho các bạn. Mật ong rồi là tam thất, hai cái mặt hàng chủ đạo ở trên kênh Làng Gió Vùng Cao cho các bạn nhá. Đảm bảo là mật ong ngon xịn chuẩn 100%. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng test thử, ngon xịn chuẩn thì mọi người lấy, không ngon không xịn không chuẩn thì mọi người có thể giả lại cho Làng Gió Vùng Cao nhá. Làng Gió Vùng Cao nó đảm bảo mật ong của mình là hàng ngon. Đó. Rất là ngon tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đang sang bên này đi xem rượu ngô Bắc Hà. Rượu ngô truyền thống ở trên này đó là người ta bán theo can một các bạn ạ. Đó, anh xem nhờ cái can rượu tí này nhá. Đây này, cái rượu dòng rượu Ngô Bắc Hà này, các bạn đắc đắc một tí này, nó thành bọt rất là nhiều. Một tí nó tan luôn các bạn nhá. Đó. Nó bằng men lá truyền thống. Uống không đo đầu một chút nào các bạn ạ. Nó rất là trong, rượu rất là trong. Thấy chưa các bạn thấy chưa? Đặc trưng trên này đó là rượu ngô, uống rất là thơm các bạn ạ, mùi rất là thơm các bạn nhé, mùi đặc trưng của rượu ngô thơm lắm. Đấy, chỗ này các bác đang hút rượu sang can các bạn này, đó, đang mua bán trao đổi rượu. Đó, khu vực là bán rượu các bạn nhá, chuyên bán rượu ở cái dãy này. Mọi người đến đây thì muốn mua rượu đều hãy tìm vào cái dãy này, hoặc là mọi người ai lấy gì ở xa không đến được chợ thì có thể liên hệ với Làng Gió Vùng Cao nhé. Làng Gió Vùng Cao sẽ đi lấy cho các bạn. Tuyệt vời các bạn ạ. Rượu ngô thì nó là truyền thống ở trên này rồi, nấu từ làm từ men lá, uống rất là thơm thơm, nhớ mãi luôn các bạn nhá. Thôi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ở chỗ khác các bạn nhá. Vừa lấy là mình xuống cái chỗ mà chợ chim các bạn ạ. Xuống chỗ chợ chim
quay chợ chim cho mọi người xem rồi. Còn bây giờ mình đang leo từ chỗ chợ chim lên trên khu trên trung tâm chợ chính các bạn nhé. Ở đây có con đường tắt này, đi cho nó gần chứ đi theo cái đường cũ cái rất là xa. Đây là có cái đường tắt người ta làm bậc bậc này các bạn này. Đấy các bạn, nếu mà đi chơi chợ Cán Cấu mà xuống chỗ chợ chim thì các bạn đi đường tắt này lên trung tâm chợ chính nó gần hơn. Ủa chỗ này là người ta đổ bậc cơ nhưng mà sập hết rồi các bạn ạ. Đổ bậc cơ nhưng mà kiểu sạt lở ấy, nó tụt hẳn xuống. Đấy. Trên này là người ta bán rất là nhiều những hàng quần áo, rồi rất là nhiều thứ khác. Đấy, mình đang đi một đoạn này này. Các bạn thấy được rằng là trên này là khu vực trong này người ta bán những cái gì. Đấy, sau một lúc thì là cũng leo lên trên này rồi các bạn ạ. Đây, giới thiệu với các bạn này. Khu vực này là người ta bán kèn này các bạn này. Thổi kèn. Đó. Bạn đến chợ mà các bạn thấy là những cái tiếng kèn kêu rất là to thì đây là khu vực mà các bác ấy đang bán kèn các bạn nhé. Thổi kèn để cho mọi người thấy được nhà cái tiếng kèn này nó có hay không. Bài kèn đây, bài thổi đấy có hay không. Và người ta vừa trao đổi học hỏi với nhau này, vừa thể hiện cái tiếng kèn đấy để quảng cáo cái kèn đấy là nó tốt chất lượng thì người ta sẽ mua các bạn nhé. Đây. Đây là những cái kèn chào các bác nhá. Em xem một cái. Đây các bạn này, đấy kèn của người Mông. Cái bên ngoài này bằng nhựa nhà chú nhỉ? À bằng gỗ à? Gỗ hết, tất cả bằng gỗ hết đấy. Đó các bạn thấy không? Đó, và chỗ này có rất là nhiều lỗ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lỗ. 7 lỗ, tương đương với 7 lốt nhạc. À, bên trên này người ta làm một cái bẹt bẹt này. Trên này thường thường người ta hay làm bằng cọng rơm dạ các bạn nhé. Đó, để thổi. Đây cái kèn người Mông các bạn ạ. Kèn truyền thống. Thổi rất là đanh luôn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào bên trong khu này cho bạn ạ. Khu trong này là rất là nhiều quần áo. Đây các bạn này. Đây là khu bán quần áo đặc, quần áo của người Mông các bạn nhé. Bây giờ gần cuối năm rồi, hàng quần áo rất là nhiều. Đặc biệt là quần áo đẹp. Đi chơi lễ hội, đi chơi Tết này. Với thành nhiều thành phần tầng lớp khác nhau. Ví dụ mình sang một cái quán bên này thì các bạn này. Quán này rất là nhiều này. Quán này là dành cho những cái các cô. Những người mà lớn tuổi thì hay mặc những cái bộ này. Bộ màu bạc này, bộ màu xanh này, đó, những người mà lớn tuổi, tầm khoảng 40 trở lên, là người ta thích mặc những cái bộ như thế này. Tết người ta đi sắm các bạn này, đây gần Tết rồi, dịp cuối năm rồi, đang đi sắm. Dịp gần cuối năm người ta đang đi sắm cái loại những quần áo này rất là nhiều. Đây này, cái em bé này cũng thích mặc. Em thích mặc bộ này à? Có thích mặc bộ này không? À, có thích mặc bộ này. Sao không thích mặc cái bộ xanh xanh đỏ ấy? Đó. Thậm chí là các chị em bé mười mấy tuổi cũng thích mặc bộ này. Nói chung là bộ này thì là các em bé gái thì ít thích mặc hơn. Cũng có nhưng mà ít. Thường thường là
các chị với cả các cô là những người mà đứng tuổi người ta hay mặc cái bộ này, nó đẹp, nó nhìn nó nói chung là bộ truyền thống mà. Đó, bên trong này rất là nhiều luôn, rất là nhiều các bạn ạ. Đây bên này cũng thế này. Đây là một cái gian, đây là những cái gian hàng về cái mặt hàng quần áo kiểu này, còn rất là nhiều những quần áo màu sắc khác cơ. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem những bộ quần áo khác các bạn nhé. Đây, điển hình như bên này là một cái gian hàng như quần áo của các bạn nữ. Đó, người ta sẽ mặc những cái bộ này, nó là nó màu sắc hơn, đậm màu hơn, xanh đỏ đen với những cái vòng bạc, cái vòng là vòng phải bằng bạc đâu bạn ạ, vòng bằng kim loại thôi. Đó, bằng kim loại. Mặc đi xong đi lại nó kêu leng keng các bạn nhé. Đấy. Đi nó kêu lách cách. Bộ này cũng là tầm khoảng 1 triệu một bộ các bạn nhé. Tầm 1 triệu đấy. Bộ quần áo rất là đẹp, truyền thống của người Mông. Đấy, rất là nhiều mẫu. Các bạn thấy là người đến mua hàng đâu chưa? Trong cái dịp này là dịp gần như cuối năm. Bây giờ là còn một vài hôm nữa là chuyển sang tháng 11 rồi. Coi như quẩn lại là 2 tháng nữa là đến Tết các bạn nhé. Là người ta bây giờ đã mua sắm rất là nhiều luôn. Mua sắm dần, đặc biệt hàng quần áo rất là nhiều. Như ngày trước thì hàng quần áo thì là... Đấy, em ấy bộ này đẹp đấy nhờ. Tuyệt vời luôn. Có chồng chưa em? À thế à? Có chồng có con rồi đấy, mặc cái bộ này đẹp mà. Có chồng có con thích mặc cái bộ này nhỉ? Chưa chồng thì mặc cái bộ nhiều màu đúng không? Không, nói chung là chưa chồng mà cái bộ này nó cũng đẹp mà. À, đẹp mà. Nó và các bạn biết là những cái dịp mà hè hè đấy thì những cái gian hàng này đều vắng hết, ít người bán đó. Bây giờ cuối năm thì người ta bán rất là nhiều. Đó, tranh thủ cuối năm mà buôn bán các bạn ạ. Làm cả năm không bằng vài ngày Tết mà. Tranh thủ vài ngày Tết là người ta bán hàng rất là đông, rất là nhiều. Ô, chị này cao đấy nhỉ. Cao đấy nhỉ, người rất là cao luôn. Đấy, bộ này đẹp mà. Đẹp đấy, chị này phải cao đến 1m7 đấy nhỉ. Cao đấy nhỉ. Người Trung Quốc à hay là người Việt Nam mình đấy? Người Việt Nam. À thế à? Là người Trung Quốc. Có người cao đấy. À, cao đấy nhỉ. Này đi đánh bóng chuyền thì tốt đấy nhỉ. Cao đấy. Đấy mình nhìn 1m50 rồi mình trung bình. Chị này cao 1m7 là cao đấy nhỉ. Cao vỏng luôn. Đấy, tiếp tục thì chúng ta đi sang dãy bên này. Toàn người là người đi chợ các bạn ạ, mấy nữa thì còn đông nữa rồi. Đi dần dần ra các bạn ạ. Đấy. Đây là các chị em mà đang thử những cái bộ màu sắc này các bạn này. Bộ này là bộ màu sắc đẹp. Đấy, những chị em là mười mấy tuổi, các cô gái mười mấy tuổi là hay mặc những cái bộ này. Bộ xanh đỏ. Kết hợp với vòng nữa. Kết hợp với cả vòng. Bộ này bao gồm phương phụ kiện, bao gồm màu áo này, quần áo váy này, mũ này, vòng này. Đó, mọi người có thể sắm thêm. Sắm vòng thì sắm mà không sắm thì thôi, còn mũ thì sắm mà không sắm thì thôi. Đây, em gái này đang
Bộ này cũng đẹp mà. Dạ. Đây này, em gái này đang thích cái bộ này. Test thử cái bộ đỏ đỏ này. Đấy. Rất là nhiều bộ theo mà chọn các bạn ạ. Thế bây giờ chúng ta đi dần ra ngoài này các bạn nhé. Đấy, ra dần ra ngoài này là cũng là rất là nhiều những cái gian hàng quần áo truyền thống của người Mông. Và đặc biệt là trên này mình sẽ đi trên này để giới thiệu cho mọi người một loại nữa, nó là tí nữa chúng ta sẽ đến dần đấy các bạn nhé. Đây, đây, đây cũng là một gian hàng. Đây là cũng là một cái gian hàng của người Mông vậy này. Đấy. Màu sắc đẹp. Ở góc bên này thì nào người ta bán những cái bộ quần áo dành cho đàn ông các bạn nhé. Đó. Những bộ quần áo này dành cho đàn ông. Và một đấy là chúng ta xem những bộ quần áo dành cho đàn bà. Chị ơi, bộ này là dành cho người bao nhiêu tuổi hả chị? À, tức là con trai hết đấy nhỉ? Thì con trai là 2-3 tuổi, những bộ này bộ ấm đấy nhỉ? À, bộ ấm, 2-3 tuổi cũng mặc được, người lớn cũng mặc được hết. Bộ áo của đàn ông, quần áo của đàn ông, rất là đẹp. Và dày cộp luôn. Đấy, những cái bộ này khoảng bao tiền ạ? Áo này này, áo này, áo này này, một cái áo này. Đó, bây giờ này, khu này là khu bán đồ vặt với cả đồ vặt này. Đây là các nhân viên Viettel các bạn ạ. Đấy, khu này là khu bán đồ vặt rồi là quần áo của người Kinh nhé các bạn nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuyên ra bên này. Sang bên này là xem những cái mặt hàng truyền thống. Ở bên trong này là người ta bán những cái váy to. Cái này chủ yếu là dành cho những người mà già già các bạn nhỉ, tầm khoảng 40-50 nó hay mặc những bộ váy này. Đó, cái bộ váy này là cho người già. Rất là rộng luôn, bộ váy này tầm khoảng 1 triệu một cái các bạn nhé. Đó. Đây là bộ váy dành cho người già. Người ta hay mặc những bộ này. Đó, một dãy này là chuyên bán những cái váy như này. Đó, một dãy này chuyên bán những cái váy gọi là váy bồng đi. Nhìn nó rất là to luôn các bạn ạ. Rất là to, rất là nổi trội luôn. Đó, rất là to, rất là nổi trội. Còn sang bên này thì cũng là một cái quán bán quần áo rất là nhiều luôn. Chào em nhá, xinh gái thế. Em ô, Phấn à? À rồi anh tưởng ai giờ mới nhận ra. Thế là hôm nay bán ở đây đấy à? À thế bán cùng. À ô, lâu lắm nhìn thấy em đấy. À bà xin trắng, xin trắng vẫn bán đúng không? Trời, lâu lắm anh không nhìn, vậy nhìn cứ vào đây quay chơi chơi có ra đúng là em luôn. À, hôm nay bán được nhiều không, bán được chạy hàng không? Hôm nay bán được cũng bán chạy đấy nhỉ? Đợt này đang đông, đợt này đang đang vào dịp cuối năm thì là người ta mua nhiều. Em bảo là bán đây lâu rồi, anh. Lâu lắm anh mới lên chợ này mà, phải 2 tháng mới lên đây một lần đấy. Cứ mãi đi quay chỗ khác ấy. Bây giờ cuối năm này thì đi quay chợ phim một tí. Anh quay đẹp tí nhá.
Ờ, quay đẹp mà. Lên hình đẹp mà. Có cái khăn đấy, có cái khăn đấy đội đẹp nhỉ. Đấy, khăn này, cái khăn này là cũng là khăn của người Mông luôn đấy à? À. Em đội cái khăn này đẹp đấy. Khăn đẹp mà, khăn. Nói chung là người sinh thì mặc cái gì cũng xinh. Đội khăn nào cũng đẹp. Bây giờ em đang test thử sang cái khăn khác. Đấy, rất là đẹp luôn. Đẹp mà, cái khăn này đẹp. Tuyệt vời luôn. Hai màu. Đây, đây là một cô gái mình quen từ trước. Em có sang bên Mường Khương bán không? Ừ. Mẹ em chỉ bán bên Xín Trắng này thôi à? À. Bây giờ là sắp đến Tết rồi, phải đi bán. Tại vì đang đông người mua mà. Em có bán trên Mường Khương không? Em chỉ bán chợ Cán Cấu này, chợ Xín Trắng này. Mấy cả chợ Si đó nhỉ? Mai là về chợ Si. Chợ Lùng Phình. Em có bán ở đấy không? À cũng có nhỉ, có lần anh gặp em ở chợ đấy mà nhỉ. Đợt bây giờ. Đợt trước người ta vắng, người ta chưa bán, người ta nghỉ thì mình còn ngồi nhờ được. Nhưng bây giờ người ta cũng đi đầy đủ hết rồi thì ở đấy bây giờ tìm chỗ này nó hơi hiếm. Phải có chỗ từ ban đầu cơ nhỉ. Đây là chỗ này là chỗ chính thức của hai mẹ con luôn đấy à? À. 6-7 tháng rồi. Thế nào nhà em là một cái ô này là một ô này à? Không, đây là không có ô. Đấy là trước kiểu mình bắn đây thì ngồi đây bắn luôn đi. Còn nếu tính ô thì mình sang nhà. Thì cô thấy là không đủ ô ấy. Thế nào dựng một cái lều bé bé lên để bán ở đây. Hai mẹ con phải chở thế nào mà hết được, đi ô tô hay là chở của gì? Thì có không có quá nhiều thì vẫn chở được xe máy nhỉ? Nhiều quá thì phải đi ô tô thôi. Đấy. Thế nào bán chợ này thường thường bán đến bây giờ thì thường nghỉ hả em? Xong bán tầm 11 rưỡi hoặc 12 giờ. 11 rưỡi hoặc 12 giờ là nghỉ. Rồi. Em bảo năm nay bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? 19 sắp 20 rồi. Ok. Thế thôi nhá, bây giờ em cứ bán hàng đi nhá. Anh phải đi chỗ khác nhá, chào em nhá. Hả? Bye bye nhá. Tiếp tục di chuyển sang bên này các bạn này. Sang bên này là cũng là một cái gian hàng bán quần áo truyền thống. Đợt này thì người ta bán cả ra khu đằng sau rồi các bạn nhá. Đây là khu đằng sau. Chỗ này thì bình thường ít người bán lắm, nhưng bây giờ cuối năm là người ta sẽ bày bán hết. Cuối năm là sẽ tranh thủ. Sẽ tranh thủ này, có chỗ nào là người bán chỗ đấy. Đây các bạn ạ. Cái dãy này là dãy đằng sau bán quần áo truyền thống các bạn ạ. Đây có cả hai mẹ con này. Chào hai mẹ con nhá. Xin chào em. Đấy, thế chồng đâu mà hai mẹ con bán ở đây? Chồng đi làm việc. Chồng đi làm việc à? Ừ. Thế là đây là con đầu hay là con thứ hai đây em? Con thứ hai rồi. Con thứ hai. Thế là năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 22 tuổi. 22 tuổi, con thứ hai. Con thứ nhất ta đẻ năm 20 tuổi à? 21 à? 2022. Đứa đầu 22. Ừ. Đứa này là 24 đúng không nhỉ? Cách nhau 25. Đấy, em 22 tuổi. Đấy. Thế nhà em ở đâu hả em? Nhà em Sán Trải. Sán Trải cũng thuộc Simaka đấy nhỉ? Ừ. Ok đấy, hôm nay là bán quần áo ở khu vực này. Từ sáng là bán được mấy bộ rồi em? Một bộ thôi à? Cứ từ từ bình tĩnh nhỉ? Sớm mà. Dần dần chợ để có phía nọ phía kia mà. Đây là bé trai hả em? Bé gái. Bé gái à? Đấy. Lạnh nhờ phải mặc nhiều ấm mà. Hôm nay rét, hôm nay trên này 9 độ mà. Rét.
Thế là sáng phải đi ra đây từ sớm sớm đấy nhở em? Nó được chắc được một tuổi chưa em? Thế được một tuổi. Năm tháng. Đấy, năm tháng đã phải đi theo mẹ để đi bán hàng rồi. Vất vả quá nhở. Đấy, bình thường thì những đứa khác thì được ở nhà ấm áp. Giờ mình làm ngày nào theo ngày đấy thôi. Cố gắng nhá. Rồi, ok, chào em nhá. Đấy, ra đến đây là vòng ra ngoài đường các bạn ạ. Ra đây là vòng ra ngoài đường rồi. Đấy, ngoài đường này thì người ta không bán hàng nữa các bạn nhá. Ra ngoài đường này người ta cũng không được bán hàng ở đây đâu các bạn ạ. Đấy, người ta cũng đang đuổi vào trong kia này. Đấy. Vào trong này là đứng nói chuyện nhá. Ra ngoài này là đứng sát đường quá là nguy hiểm các bạn ạ. Xe cộ các thứ. Ra ngoài đường này sợ xe cộ nguy hiểm đấy. Nên người ta không cho đứng ở đây nhiều. Dạ, công nhân qua chính cả, đấy. Trước ở đây á, thì chỗ này bán nhiều lắm quan ạ, nhưng mà bây giờ người ta không cho bán đây. Kể cả đứng ở đây không được đứng nhiều bởi vì là nguy hiểm. Đó, ở đây thì là người ta hàng hóa thì mình cứ đi hết vòng một vòng rồi các bạn ạ. Ngay sát chỗ này thì là người ta bán những cái đồ vặt. Những cái đồ ăn vặt thôi như là xúc xích này, chân gà lướng các bạn ạ. Đó, nhưng nói chung là đồ vặt. Bán đồ vặt. Đồ ăn vặt các bạn ạ. Ngay cạnh ngoài đường này. Đấy. Rồi là rán, bánh rán. Bánh rán rồi là xúc xích rán này. Cho ai có nhu cầu ăn thì nó ăn ở đây các bạn nhá. Đó. Trời nắng rất to nhưng mà nó nhưng mà không khí cũng rất là lạnh các bạn ạ. Ở góc bên này thì người ta đang bán ngọc cẩu bạn này. Rất là nhiều ngọc cẩu được bán ở đây các bạn ạ. Hôm nay là thứ bảy thì có ít thôi. Mai chợ phiên Bắc Hà rất là nhiều. Cái này là tốt cho sinh lý nam giới, nữ giới bạn nhé. Bạn nào yếu sinh lý thì dùng lấm mộc cẩu đây. Đó bạn ạ. Yếu sinh lý thì dùng lấm mộc cẩu này. Thì rất là tốt các bạn nhé. Tăng cường chức năng của đàn ông này. Đó, phụ nữ mà giảm ham muốn, không có ham muốn rồi là chăn gối kém. Đó thì dùng cái loại này để cải thiện tình trạng chăn gối của vợ chồng các bạn nhé. Đó. Lấm ngọc cẩu các bạn ạ. Tuyệt vời chưa? Đấy. Vậy là từ đầu đến giờ mình đã đưa các bạn đi khám phá trải nghiệm một vòng chợ phiên Cán Cấu. Họp vào hôm thứ bảy hàng tuần. Và video của mình đến đây là kết thúc các bạn nhá. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở một video khác trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Trước khi các bạn rời đi, các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao nhá. Chào các bạn nhá.